Alo, lại là anh Đậu đây, anh Đậu đây. Mọi người ơi, sự kiện mới này nhiều đồ đẹp quá. Hôm nay anh Đậu làm một clip này là quyết tâm cho mọi người ạ. Hôm nay anh Đậu phải bán hết nhà đi, anh Đậu cũng phải sắm cho bằng được cái con kinh khí cầu mọi người ạ. Mà cần có khí dầu, con kinh khí cầu chát quá. Nghìn điểm may mắn lận. Trời ơi, anh Đậu bây giờ kiếm đâu có 1.000 điểm may mắn đây. Anh Đậu sẽ quyết, nhưng anh Đậu phải mua nó bằng được nha mọi người. Nay anh Đậu quyết tâm là bán hết gia tài đi để cũng phải mua được bằng được cái con kinh khí cầu này nha mọi người. Đấy, để xem trong túi có cái gì không. Trong túi có gì tái chế được, tái chế hết. Tái chế đi để mua đồ nha. À, có một cái áo vịt này mọi người. Một cái áo vịt này. Dư một cái áo vịt này. Giày này không vứt được. Dư một cái áo vịt này. Để cái đồ xem có những cái nào thừa là anh đậu cho đi vĩnh biệt cũ hết. À, bán đồ nội thất trong nhà thì bán được nhiều này. Bè này đi. Mà bè này cần được nhiều mà. Mà bè này đựng làm gì cần nhiều, bè đựng bè nhỏ mới được rồi. Đúng không? Bảng này. 200 rồi, 200 rồi, gần 1.000 rồi. 44 rồi. Thảm. Bán hết ra tài đi. Rồi 300 rồi. 300 rồi. Có cái gì nữa không? Cái cửa này cũng đắt phết, nói chung mới đắt phết, trong cái gì nó kiểu mình không dùng đến ấy thì mình cho đi nó đỡ ấy hơn. Ô, mình có cái lều này từ bao giờ vậy? Đẹp thế. Máy lọc nước này, hay cái bể này cho đi nốt đi. Bể đấy 18.000 tiền đấy. Cái này là trước mua trăm bao nhiêu kim cương đắt đấy. Thôi không, không bỏ đâu. Trước mua nhiều kim cương lắm. Đây đi. Thả là 800 luôn. Được thế nhỉ. Một cái thảm 800. Cây này. Cây này đi. Ôi, đủ luôn. Quái. Đủ tiền mua khi đi cầu rồi ơi. Là quất luôn, quất luôn. Là quất luôn. Ngày chưa đến nỗi phải bán nhà lắm anh em ạ. Thế nó bán nhà lắm. Đâu là chỗ đây chị bán kem này đúng không? Thì tao mua cho chị bán kem này. Mày sẽ ra chỗ này mua khinh khí cầu nhá. Xem có khinh khí cầu mới này, xem có chất lượng nào nha. Yes. Wow. Trời ơi, có khinh khí cầu được thế nhỉ? Quả khinh khí cầu này hơn hơn những cái quả khinh khí cầu hồng nhá. Khinh khí cầu hồng chỉ dùng được một người thôi, khinh khí cầu này dùng được 5 người cho mọi người, 5 người đi được nhá. Ui. Quả tiếng chất lượng nhỉ. Nghe như xe cứu hỏa anh em. Ai bắn mau nóng đây. Ai đậu thối nào. Ai bắn mau đậu thối đây. Hay mình thử nhảy lên quả khinh khí cầu cao cho mình thả cái này xuống như thế nào nha. Được, mình sẽ đi mình anh sẽ đi lên trên đỉnh đầu xem có thả quả này bay xuống như thế nào ta. Phải tốc độ cái quả khinh khí cầu tốc độ 1 anh em ạ. Còn chậm hơn mình đi bộ nữa. Mình đi bộ tốc độ còn nhanh hơn đấy. Mày có nhảy được từ trên kia xuống nhỉ? Mình sẽ đi từ trên cao này xuống xem thế nào ha. Hay đấy, hay đấy. Ok ha. Cũng đi được anh em ạ. Ôi giời này. Ôi đất. Ôi không đi được anh em ạ. Rơi, vẫn bị rơi, vẫn bị rơi, vẫn bị rơi anh em ạ. Vẫn bị rơi anh em ạ. Bay lại, bay lại, bay lại, bay lại. Hay quá nè. Đạp à? Rồi ôi đạp cái té. Đạp dép hết ra nó không lên được. Đây 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 đây. Mình sẽ đi cái đoạn nào mà để không bị rơi cho nó cao cao đi ha.
lên chơi chưa? Đây chưa bị rơi nha bạn. Trời ơi. Ok rơi. Có bài bắt phải bắn chưa bị rơi nha. Rồi này sáng rồi. Ui. Chất liệu chưa? Cao chưa? Này cao thật. À mày chỉ gặp. À chắc mình chở nó đi lên cái khu. Lên tốc độ 1 thì hơi chậm anh em. Còn nó cái là nó cũng ok thì nó đẹp anh em. Có kem. Đó, cái nhu cầu bán kem này đều đấy. Nè. Đó, có mắc ô tô anh em. À, bấm cách thì nảy em ơi. Bấm cách thì nảy lên cho mọi người. Bấm cách thì bay lên này. Bây giờ nó chỉ bay lên một tí thôi. Đang lên cao à? Chết. Dung đã bay dung đấy thôi nè. Bay lên. Ra chỗ câu cá nha, mình đi ra chỗ câu cá xem mọi người, câu cá này nha. Là xin cái cầu này được đấy. Ai kèm đi. Cười lại nè. Đông chưa? Đông quá. Đông này bắt kèo quá. Hào. What the fuck. Mày cao lên này. Kem mở hàng rồi các bác ơi, mở kem nào. Câu cá mày. Ơi đùa vậy thôi, chắc là clip mình xin dừng đây mọi người ạ. À, review con xe này thế là cũng vui vui lắm rồi. Hoặc là chúng ta sẽ làm một bữa đi chơi vào cái con thiên nhiên cầu này ha. Còn chắc là mình xin dừng clip đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha.